Theo đó, đến thời điểm này, vẫn còn tình trạng thuyền viên ở các địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng không chịu rời tàu đến nơi an toàn trong khi bão số 4 sắp đổ bộ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tiền phương ứng phó bão số 4, tại cuộc họp lúc tối 27 tháng 9, đến thời điểm này, các tỉnh từ Quảng Trị, Bình Định đã sơ tán được 81.152 hộ trên 253.032 người, đạt 71%. Trong đó, Quảng Trị là 4.124 trên 12.926, Thừa Thiên Huế là 2.552 trên 8.407, Đà Nẵng 9.300 trên 30.721, Quảng Nam 39.897 trên 123.714, Quảng Ngãi 23.006 trên 68.034, Bình Định 5.109 trên 14.729. Có 4.787 khách du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã nhận được thông tin về bão và cư trú tại các cơ sở du lịch đảm bảo an toàn. Du khách trên các đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, Cú Lao Chàm, Hội An cũng đã di chuyển vào đất liền tránh trú. Các địa phương đã hướng dẫn cho 57.840 tàu trên 299.678 lao động trên các tàu thuyền trên biển di chuyển tránh trú. Hiện không còn tàu hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình, Khánh Hòa đã ban hành lệnh cấm biển. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số địa phương, mặc dù các tàu đã vào nơi trú ẩn, nhưng thuyền viên lại không chịu rời tàu lên bờ. Trước khi cuộc họp diễn ra, tôi đi kiểm tra ở Quảng Trị và phát hiện có khoảng 400 tàu neo đậu trong các âu thuyền vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ trên đó vẫn còn người. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 cho biết. Tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trước khi cuộc họp diễn ra, Đà Nẵng còn 34 thuyền viên của các tàu ngoài tỉnh đang neo đậu tại nơi trú bão Đồng Nò và khoảng 100 người ở âu thuyền Thọ Quang không chịu lên bờ với lý do lo sợ chìm tàu. Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, tôi đã trực tiếp xuống hai tàu để thuyết phục nhưng họ không lên. Họ còn chất vấn lại tôi, nếu tôi lên bờ, tàu chìm thì ai chịu trách nhiệm? Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản tổ chức cưỡng chế 30 thuyền viên ở nơi trú bão Đồng Nò lên bờ. Còn lại khoảng 100 thuyền viên ở âu thuyền Thọ Quang, chính quyền địa phương đã đồng ý cho các thuyền viên ở lại bơm nước cản tàu trước khi lên bờ. Ông Quảng cho biết, tôi đã cho lập biên bản tất cả trước khi cưỡng chế, đồng thời tuyên bố với các chủ tàu sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không cho thuyền viên lên bờ và để xảy ra tai nạn thiệt mạng người khi bão vào. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Phó trưởng ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, yêu cầu các địa phương lập tức kích hoạt mọi lực lượng tham gia ứng chiến vì chúng ta chỉ còn mấy tiếng nữa trước khi bão vào. Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu các địa phương phải đặt tính mạng người dân lên trước, sau đó mới tính đến tài sản. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói, ngoài tính mạng người dân, chúng ta còn phải chú ý và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phòng chống ứng cứu bão. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 chỉ đạo. Đối với cơn bão này, việc sơ tán để đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân là nhiệm vụ số 1, sau đó mới đến bảo vệ các công trình trọng điểm và các phương án ứng phó với tình huống bất ngờ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương phải ra soát và giải quyết ngay tình trạng các thuyền viên đã đưa tàu vào nơi trú ẩn nhưng không chịu lên bờ, tuyệt đối không để bất kỳ một người dân nào còn trên đó trước khi bão vào.